Chào các bạn, mình nè. Hôm nay mình lại tới với cái series đập hộp dưới sàn nữa nha. Tại vì hôm nay nhân vật chính của chúng ta đây là mình mua bông sen đỏ ở shop Duyên 91 shop ở Hồ Chí Minh nha. Giá tiền của nó 44.000. Đây là một món hàng mà cả nước đều biết. Đó là khi cách đây mấy tháng là nó sốt sình sịch luôn đó nha. Có thời điểm nó lên tới 300.000 một hộp. À, các bạn đã nghe thấy quen chưa? Nếu sau này coi là cái clip đó thì chúng ta với cái clip này mình đập hộp mình sẽ nhớ lại cái món đồ sốt sình sịch mà cả đất nước và cả thế giới đều truy tìm nó. Em đó đây, em đó đây. Rồi lúc đó 300 ngàn một hộp đó không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ thì giá cả thế nào? Bây giờ thì em ấy rớt xuống còn có 44 ngàn mà thôi. Và mua ở trên sen đỏ, đấy là khẩu trang đó các bạn. Quen chưa? Trời ơi, khẩu trang 4 lớp lọc không khí thì nè, 50 cái 4 lớp ở 44 ngàn mà thôi. Thì cái khẩu trang này mình mua ở trên sen đỏ ở Duyên 91 shop. Nhưng tại sao nó lại rẻ như vậy vào thời điểm này? Bởi vì thời điểm này thì ở nước Việt Nam mình thì đã tuyên bố là có thể khống chế được dịch bệnh rồi và rất tốt, cho nên mặt hàng này con người đã quay lại cuộc sống bình thường, có nghĩa là ít mang khẩu trang hơn. Cho nên cái việc mà bây giờ mà mua khẩu trang không còn quá khó khăn, và vào thời điểm đó nhiều khi người ta còn xếp hàng để mua đó các bạn, xếp hàng từ 4-5 giờ sáng á, để mua hai hộp khẩu trang một người đó. Rồi nó thật sự là khẩu trang lúc đó hiếm đến nỗi mà đi gọi là đi mà rã giò luôn mà cũng không tìm được một hộp, chứ đừng có nói không tìm được vài cái. Trong các nhà thuốc người ta chỉ bán mỗi người được mua 2 cái mà thôi các bạn, cái giá cắt cổ có thể là mười mấy 20.000 một cái, kinh khủng chưa. Bây giờ thì em ấy chỉ còn 44.000 thôi một hộp luôn. Đây là từ shop Quỳnh Vân ở thành phố Hồ Chí Minh, 87.000. Thì mình mua đây là 2 chai dầu lưu ly ở trên sen đỏ. Dạo này có những cái người ta hay cho những cái mã giảm giá nhỏ nhỏ các bạn, ví dụ mua 99.000 thì được giảm 15.000, mua 50.000 thì được giảm 10.000, mua 100 mấy thì được giảm 20-30 ngàn gì đó. Đó chính là bởi vì bây giờ trên sen đỏ có những cái mã giảm giá nhỏ nhỏ vậy, cho nên mình rất là thích mua. Ví dụ 2 chai dầu này mình mua thì mình còn được áp mã giảm giá vô thì mình còn có 87 ngàn thôi các bạn. Nếu thật sự giá của hai em này là cộng thêm phí giao hàng luôn á thì phải phần trăm, mình áp dụng vô thì mình được miễn phí giao hàng, rồi mình còn được giảm giá nữa. Thì đây là 2 chai dầu lưu ly. Nếu bạn nào là đạo Phật thì chắc là biết dầu này, tại dầu này thường hay đốt đèn trong chùa để cúng. Ôi da, sao có cũng chắc quá chứ. Em qua đây đi. Đập hộp dưới sàn được cái bất là tiện nha, là nó đụng vô cái này 2 chai dầu nè các bạn. Đó, các bạn thấy không, 2 chai dầu nè. Đó, 2 chai dầu có 87.000 thôi. 2 chai dầu này rất là mắc đó nha bạn. Có tại vì phí vận chuyển của 2 chai này á là 4 lít lận, cho nên nó cũng khá là nặng. Cho nên mình để nó qua một bên đi. Rồi tên là em này, là em to bự này, là em nào đây? Wow, khi nó lên cũng phê quá chứ. Đây là từ mỹ phẩm Nhất Huy 14 ở Hồ Chí Minh, 94.000. Đây là bột giặt nét 6 kg nha các bạn. Bột giặt nét này cũng xài ngon lắm á, cũng rất là thơm. Và hàng Việt Nam chất lượng, quan trọng ở chỗ là nó có sản xuất, cái nơi sản xuất đàng hoàng. Và tất nhiên mỗi một bạn như vậy thì thích hợp với một loại bột giặt khác. Có người thích xài Omo, có người thích xài Thai. Còn mình mua bột giặt này để nhiều khi mình xài cũng được, mà mình đem mình đi cho cũng được các bạn. Ai mà chẳng phải giặt đồ bằng xà bông các bạn. Ai giờ cũng phải giặt đồ bằng xà bông á. Giặt nước nó không sạch mà lại hôi nữa. Cho nên ai cũng phải giặt bằng xà bông hết. Đây, và mở hơi bị khó nha, phê ta. Ở dưới sàn á, thì được cái là nó mở thì mở xong một giục đó luôn. Lát rồi từ từ dọn, không giống trên bàn. Nhưng mà nó cũng khó ở chỗ là nó không có thế các bạn. Tại vì mình ngồi mà. Ôi trời, mình mở lộn cái đít rồi. Đây, 6 kg nha các bạn. Thôi mình để nó qua một bên đi chứ mình khiêng nó ra cũng không nổi nữa. Đây đây mình... À, giọng nói quen thuộc vang lên rồi. Mình để cho nó qua một chỗ. Đây. Đây là từ Đại Lộc Phát ở thành phố Hồ Chí Minh, 85.000, cũng là 2 chai dầu lưu ly. Một thùng dầu lưu ly bây giờ trên mạng bán khoảng 300. Còn ở ngoài các tiệm á thì người ta sẽ bán với giá là hơn 400.000.
một thùng 6 chai can 2 lít. À, còn nếu mà 12 chai 1 lít á, thì là 12 chai. À, ở ngoài á, thì người ta bán khoảng 400 mấy, 450 một thùng đó các bạn. Mình mua ở những cái tiệm thờ cúng á. Còn ở trên mạng á, thì người ta bán với giá là 320 ngàn một thùng. À, 300 ngàn một thùng. Thì mình mua này xé lẻ thì nếu tính ra đó thì chỉ có, tại vì nó quá nặng cho nên nó phải phát sinh cái phí nữa các bạn. À, cái phí phát sinh cái ký vôi ra đó. Cho nên bây giờ mình cứ xé lẻ mình mua vậy thì mình mua một thùng chỉ có 250 thôi. Bạn thấy không? Xé lẻ ra thì cũng lời. À, rồi mình từ từ mình kiếm cái thùng khác mình cho nó vô, cũng không có gì mà không đựng được. Rồi, cái này là gì đây? Ở người thác nước phong thủy. Đây là 81 ngàn, mình mua ở trên Lazada. Mở mấy cái gói đỏ đỏ này cũng hơi phê phê mà, sợ hư cái món đồ bên trong luôn á, tại vì không biết người ta gói kiểu gì. Bao cái hộp á thì mình biết cái chỗ, còn cái này thì khó, rạch 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 rất hư đồ trong mà. Nhiều khi những cái món hàng người ta gói cũng sơ sài, bạn lấy bịch lông gói vô thôi. À, trên shop này thật sự là rất là sơ sài nha. Bịch lông á, thứ nhất á là nó quăng á, thì nó sẽ hư đồ bên trong. À, thứ hai á, khi mở nè, rồi đụng gì rồi, khi mở á, khi rọc cái đồ này nọ thì nó cũng rất là, ôi trời ơi, dơ quá. Shop này thì dơ, gói dơ dã man, có shop gói kỹ bạn, có shop gói dơ hầy. Trời ơi, đưa mình cái gì thấy ghê. Trời, nó dính sơn nước tùm lum nè, ớn hồn dí không, dơ bà cố luôn. Cái này thì mình mua một số đồ nhỏ nhỏ nhưng mà để mà thờ cúng đó các bạn, nó rất là dễ thương. À, đó thì đây là một số, ủa cái gì vậy trời, đây là của phụ kiện. Rồi, thấy trên hình bự lắm mà, giờ các bạn coi nó có chút xíu à, cái lư nhang đó các bạn, trời ơi nó bé như cái hạt lỗ mũi vậy nè. Ờ, cho nên hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi nha các bạn. Đây nè các bạn coi nè, trời đất coi nè, bé tí à, bé tí tèo teo à, trên hình thì lung linh bự chà bá lửa luôn. Ồ, các bạn coi cái gì nè, cái gì mà nó nhỏ như là cái cờ vua vậy các bạn. Ồ, bé xíu xìu xiu à, không ngờ luôn nha, nó nhỏ còn hơn cái lóng tay út của mình. Ờ, nó chưa được hai lóng tay nữa. Ồ, hình thì lung linh rồi, rồi cái gì nhỏ xíu à. Thôi chán quá, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi nha các bạn, nhiều khi cũng không có phải là đó, em mình để cho nó chỗ đó thôi chứ mình cũng không có chỗ nữa. Mình mở mấy cái hộp đi. Trời ơi, đây là dầu cái lưng nè các bạn, mình mua trên Sen Đỏ nè bạn, ở Đại Lý Tiên ở Hồ Chí Minh, 89 ngàn. Là thùng dầu cái lưng mà có 89 ngàn, các bạn thấy rẻ quá không? Đó, giờ đang Sen Đỏ đang có những cái mã giảm giá đó. Các bạn thấy rẻ kinh không? Trời ơi, thùng dầu 5 lít cái lưng vận chuyển tới nơi luôn, ship hàng tận nơi luôn mà có 89 ngàn thôi. Các bạn phải biết rằng khi ship một cái chai dầu 5 kg này thì cái phí ship nó khá là cao luôn các bạn. Đó, đây dầu cái lưng. Ủa dạ, lại đụng cái cây. Rồi, dầu cái lưng. Đó, các bạn thấy ghê chưa? Đây, dầu ăn cái lưng 5 lít mà có 89 ngàn ship tận nơi, còn gì bằng các bạn. Sao không mua đi, vậy vẫn còn, khi mà mình quay cái clip và mình đăng cái clip này lên á thì nó vẫn còn đang có những cái mã giảm giá sốt sình xịt đó nha các bạn. Đây nữa, Yến xào cà cà phê đi nét nè, mình mua cũng trên Sen Đỏ ở Đạt Thành nè, ở Hồ Chí Minh nè, 184 ngàn. Thì cái vụ mà ăn yến này thì mình đã đập nhiều lần rồi các bạn. À, mở hộp khá là nhiều lần và ăn khá là ngon các bạn. 184 ngàn. Mà hai hai hộp lận, tính ra coi như là mỗi một hộp như vậy chỉ 92 ngàn thôi các bạn. 92 hộp y 92 ngàn một hộp 6 hũ mà còn có cái hộp nữa chứ. Thì các bạn có thể đem làm quà biếu nè, thăm cho thân nhân nè, hoặc để những người trong gia đình mình lớn tuổi nè, hoặc là những cái người đang ốm dậy mà đang khỏe đang cần mà tĩnh dưỡng hay gì đó thì các bạn nên mua, để hoặc là cho trẻ nhỏ ăn cũng rất là bổ các bạn. À, nó biếng ăn á, yến thì khi ăn như vậy thì
nó có cái chất bổ kích thích trẻ con mà nó ham ăn á, mà lại hủ yến này rất là ngọt, lại rất là vừa khẩu vị của mọi người. Cho nên nếu bạn nào mà không được ăn đường á thì có thể lựa cái loại yến mà dùng là đường 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 ăn mà gọi là đường ăn dành cho cái người không đường á, có đường insulin đó, cái dạng đường đó, đó mà dành cho những người mà tiểu đường đặc biệt đó. À, lại là dạng yến không đường đó. Đó thì nó người ta cũng có bán nữa, hoặc yến canxi, yến nhân sâm, yến đông trùng hạ thảo, yến collagen nhiều lắm. Rồi yến hương vani đủ thứ các bạn. Thì bây giờ một hộp như vậy cái 92.000 thôi mà ship tận nhà luôn. Thì mình cảm thấy rất là rẻ rồi, không thể nào rẻ hơn nữa. Còn nếu rẻ hơn nữa cũng có các bạn, sẽ có hộp yến 80 mấy ngàn, tùy theo mỗi đợt sale của mỗi cái hãng yến như vậy. Thì một cái thương hiệu như vậy thì người ta sẽ lựa một cái thời điểm trong năm để người ta sale. Trời xa quá. Đây. Đây mình cũng lưu xanh sen đỏ các bạn ở OK Food 95.000. À. Đây là mình mua hạt nêm chay. Hạt nêm chay á, trong những cái ngày ăn chay á thì bạn nào có đạo thì biết ha. Khi mình ăn chay á mình nêm hạt nêm mặn mặn đâu có được. Tại vì hạt nêm mặn là nó được chiết xuất từ thịt và xương tủy của con heo mà. Nó là nó có chất thịt ở trong rồi thì làm sao mà gọi là ăn chay được các bạn. Cho nên trong cái ngày chay mà bạn nêm xà hạt nêm mặn á là cũng không đúng đâu các bạn. Nó là có vị thịt ở trong là không thể nào gọi là ăn chay được. Mà các bạn cũng không thể đem hạt nêm nó đi cúng chùa được. Nhưng người ta cũng sẽ tạo ra những loại hạt nêm từ nấm các bạn, từ nấm hương hoặc rau củ đó. Đây đây là hạt nêm nấm, này là hạt nêm chay này các bạn. À, chay mặn đều dùng được. Đây. Đây hạt nêm chay hương vị Việt Nam. Hạt nêm nấm cái này là một bịch như vậy á, bây giờ là mình mua 2 kg đi. Mình mua 2 kg mà chỉ có 95.000 thôi các bạn. Đó, 2 kg hạt nêm nấm mà chỉ có 95.000 thôi, thì các bạn có thể dùng vào những cái ngày ăn chay trong nhà, hoặc là đi tặng cho những người ăn trường chay các bạn, người ăn chay trường đó, hoặc là những đi cúng chùa cũng rất là tốt. Thì quý quý thầy quý cô quý sư thầy trong chùa người ta các quý cũng nấu bằng những hạt nêm này, nhưng đây là hạt nêm mà gần nấm cho nên họ nấu được, chứ mình tự dưng đem nguyên con heo hạt nêm heo gì đó vô thì không thể nào được đâu các bạn, cúng không được, đó là trái luật ha. Rồi còn đây là cái món cuối cùng này. Ui, nặng quá. Đây là mỹ phẩm Nhất Huy 14, 99 luôn, một giặt nét 6 kg luôn. Đó, mình cũng mua trên sen đỏ. Rồi, giọng hát quen thuộc lại vang lên. Mỗi lần mình đập hộp lúc nào cũng có nó hết nhà hết. Tại thường hay mình đập hộp vào buổi chiều hoặc buổi tối thì cái anh cu này là ảnh lúc nào anh cũng xuất hiện á. Ảnh ngồi ảnh chơi nè, rồi ảnh thấy đủ thứ cái hộp mình quăng ra đó, ảnh mê mẩn lắm. Nhất là mấy cái bong bóng á, mấy bọt cái bọt à, cái xốp xốp bong bóng mà để chèn người ta chèn vô đồ đạc đấy đó các bạn. Trời ơi ảnh mê mấy cái đó lắm, ảnh bóp nghe tách 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 khoái lắm. Nên mỗi lần mình đập hộp á là cái anh cu này lúc nào anh cũng xuất hiện đó đó. Chùi đây cũng lấy 6 kg đó các bạn, đó thấy không rẻ không các bạn, cứ 90 mấy ngàn mà 6 kg ship tận nơi luôn. Thì hôm nay thì mình đã họp hết rồi và sẽ xin hẹn các bạn cái clip sau để mà có thêm những cái món hàng rẻ khủng nữa và rất thiết thực trong cuộc sống, có nhãn hiệu và cái nơi nơi buôn bán đàng hoàng. Còn nhiều khi những cái địa điểm của những cái shop này ở gần nhà các bạn thì các bạn sẽ đi qua đó để mà mua rất là tiện lợi ha. Rồi xin chào các bạn nha.